cả các bạn đến với trò chơi Ai là chủ phụ IELTS, một chương trình giải trí đặc biệt được thiết kế để giúp các bạn rèn luyện cả 4 kỹ năng ở trong bài thi IELTS. Với mục tiêu giúp các bạn đạt được điểm số cao nhất trong kỳ thi này, chúng tôi đã tạo ra một chương trình giống với chương trình Ai là chủ phụ, nhưng thay vào đó với các câu hỏi liên quan tới kỳ thi IELTS. Đây sẽ là một trò chơi thú vị và hấp dẫn, giải đáp tất cả các thắc mắc và hiểu nhầm của các sĩ từ IELTS, đồng thời cung cấp cho các bạn học IELTS những bài tập để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi. Khách mời của chúng tôi trong tập đầu tiên ngày hôm nay chính là một giáo viên gạo cội của Ai Chẳng Liên Đi, cô Hứa Pha. Cô Phạm có muốn giới thiệu đôi chút về bản thân mình không? Ok, và đây là luật chơi. Trò chơi Ai Muốn Làm Chủ Phụ IELTS có 9 câu hỏi tương ứng với 9 phê điểm của kỳ thi. Trong mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án chính xác. Thí sinh sẽ phải trả lời đúng đáp án để tiếp tục tiến tới các mức câu hỏi cao hơn. Mỗi mức câu hỏi sẽ tương ứng với 1 ly sữa. Nếu thí sinh trả lời sai, họ sẽ bị loại và nhận được số ly trà sữa tương ứng với số câu hỏi họ đã trả lời đúng. Ngoài ra, thí sinh cần có 2 quyền trợ giúp, đó là 50-50 và hỏi đáp ý kiến của khán giả trong trường quay, đây chính là các cameraman của chúng tôi. Nào, còn chờ gì nữa, hãy cùng chúng tôi tìm ra ai sẽ là chủ phụ IELTS của ngày hôm nay. Hãy bắt đầu với vòng đầu tiên, Easy Level. 3 câu hỏi vòng này sẽ đơn giản và dễ hiểu hơn. Ok chị Hương, câu hỏi số 1 cho chị Hương sẽ là: số điểm IELTS tối thiểu các trường đại học ở Việt Nam yêu cầu thí sinh đạt được để ứng tuyển là bao nhiêu? A 5.5, B 6.0, C 6.5 và D 7.0. Đáp án cuối cùng của chị là A 5.5. Chị Hương đã chốt đáp án A và đáp án A chính là đáp án chính xác. Chúc mừng chị Hương đã có ly trà sữa đầu tiên. Hình như không phải trường nào cũng yêu cầu 5.5 đúng không chị? Ừ, đúng rồi, tùy vào một số trường, ví dụ như MIT hoặc Đại học Ngoại thương, cũng như là tùy ngành học, ví dụ như các ngành ngôn ngữ Anh thì mức điểm tối thiểu yêu cầu có thể sẽ cao hơn một chút. Có trường nào yêu cầu tới 7.0 không chị? 7.0 thường dành cho các bạn học thạc sĩ hoặc thậm chí là tiến sĩ ở một số trường. Ok, mọi người nghe rõ rồi ha, chúng ta hãy bắt đầu sang câu hỏi số 2. Ok, câu hỏi số 2 chị Hương: sẽ có bao nhiêu câu hỏi trong mỗi đoạn passage của bài thi reading? A 7, B 10, C 13 và D 16. C 13 là đáp án cuối cùng của chị. Ok, và C chính là đáp án chính xác. Chúc mừng chị Hương đã có ly trà sữa thứ hai và không hổ danh là 9.0 reading achiever ha. Được không? Chị Hương có thể cho em biết, không biết là listening có giống reading không ta? Listening sẽ hơi khác một chút. Do là listening mình sẽ có tới 4 phần, cho nên là tổng 40 câu hỏi chia đều cho 4 phần thì listening sẽ chỉ có 10 câu hỏi trong một phần nghe. Ok, tuyệt vời. Và câu hỏi số 3 của chị Hương cũng sẽ là liên quan tới listening. Thì nghe kỹ câu hỏi này: độ dài tối đa cho phần thi nghe của bài thi IELTS listening. A 20 phút, B 40 phút, C 60 phút và D 90 phút. Chị sẽ chọn đáp án B 40 phút. Đáp án B là đáp án chính xác. Câu này em hơi lấn cấn một xíu của chị Hương. Tại vì theo như em biết thì các kỹ năng như là reading hay là writing sẽ kéo dài trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sao listening chỉ còn 40 phút? Thật ra là độ dài của đoạn audio bài nghe của listening sẽ rơi vào tầm 30 phút. Và đối với lại các bạn thi giấy thì các bạn sẽ có thêm 10 phút để mình chuyển đáp án từ tờ phiếu đề bài sang tờ phiếu trả lời câu hỏi. Và như vậy tổng thời gian tối đa cho listening sẽ vào tầm 40 phút. Là vậy, ok. Thế còn thi máy sao chị? Thi máy thì độ dài audio cũng rơi vào khoảng 30 phút. Tuy nhiên các bạn sẽ không có 10 phút để điền đáp án. Ok, cho nên là cái thời gian sẽ còn ít hơn nữa đó. Các bạn thi trên máy chú ý ha. Chúng ta sẽ tiếp tục tới với vòng thứ hai của chương trình Medium Level. Các câu hỏi của vòng này sẽ khó một xíu, cho nên chị hãy cẩn thận nha. Câu hỏi số 4: 7.0 listening hoặc reading sẽ tương ứng với bao nhiêu câu trả lời đúng? A 26, B 30, C 32 và D 35. B 30 sẽ là đáp án cuối cùng của chị. Ok, đáp án B sẽ là đáp án chính xác. Chúc mừng chị Hương có ly trả sự thứ tư rất dễ dàng. Mọi người có thể chú ý mỗi cái đáp án sẽ là tương ứng một bên điểm. Mọi người thử tự tra xem là bên nào ha. Câu hỏi số 5: các phần trong bài thi listening được gọi là gì? A section, B component, C element, hay D part. Chị muốn sử dụng quyền trợ giúp 50-50. Ok, người chơi đã sử dụng quyền trợ giúp 50-50 và chương trình xin phép loại bỏ đi hai đáp án. Đấy là B component và C element. Rồi vậy là giúp ích dữ chưa? Chị sẽ chọn D parts là đáp án cuối cùng. Ok, đáp án D
Trước khi mà em công bố đáp án thì cho em hỏi là tại sao chị lại không hài lòng với hai đáp án B và C bị được bỏ ra? Tại vì chị phân vân giữa section và part. Nhưng chị vừa nhớ ra là thật ra hồi trước trong bài thi IELTS Listening, các phần thi được gọi là section. Tuy nhiên từ tháng 1 năm 2020 thì các bài thi đã được thay đổi thành parts, cho nên hiện tại bài thi IELTS Listening sẽ là 4 parts. Oh, ok, trời ơi, biết hết kiến thức như vậy thì làm sao mà trả lời sai được, đúng không mọi người? Đáp án đi là đáp án chính xác. Ok, chúc mừng chị Hương lại có 5 ly trà sữa rồi. Nào, đây sẽ là câu hỏi cuối cùng ở trong vòng medium level. Phần nào của bài IELTS Listening Test có một cuộc chuyện trò giữa 2 tới 3 người? A. Part 1, B. Part 2, C. Part 3, hay là D. Part 4? Part 3, câu C sẽ là câu trả lời cuối cùng của chị. Trong Part 1, mình cũng là cuộc đối thoại, nhưng thường sẽ chỉ có 2 người. Part 2 và Part 4 sẽ là độc thoại, và cuộc đối thoại dành cho từ 2 đến 3 người sẽ rơi vào Part 3. Ok, mọi người đã nghe rõ rồi đó. Đáp án C chính là đáp án chính xác. Chúc mừng chị Hương đã vượt qua được câu hỏi số 6 của chương trình. Ok, với một kho tàng kiến thức đồ sộ và lập luận sắc bén như vậy thì không có lý do gì mà đáp án C không phải là đáp án chính xác cho câu hỏi số 6. Chúc mừng chị Hương đã vượt qua được câu hỏi số 6 cũng như vượt qua được vòng medium level của chương trình. Ai sẽ là triệu phú IELTS? Và bây giờ chúng ta sẽ tới vòng thi cuối cùng ngày hôm nay, Heart Level, vòng số 3. Chỉ còn 3 câu hỏi nữa thôi là chị Hương sẽ đạt được phần thưởng 9 ly trà sữa đến từ sếp Đan Triều. Chị Hương có đây nhá. Ok, câu hỏi số 7. Có bao nhiêu giám khảo sẽ chấm bài thi speaking của bạn tối đa? A. 1, B. 2, C. 3 và D. 4. 3, đáp án C sẽ là đáp án cuối cùng của chị. Nhiều vậy, chị có chắc chắn với câu trả lời này không? Ok, chị Hương đã chắc chắn chốt lại đáp án C, 3 người. Và đáp án C theo chương trình chính là đáp án chính xác. Có lẽ nhiều người đang phân vân tại sao lại có quá nhiều người chấm bài thi của mình như vậy. Mình đã làm một video giải thích chi tiết về vấn đề này. Mọi người có thể kiểm tra phần comment để biết thêm chi tiết nhé. Ok, không biết chị Hương vừa đi học thì mình có giỏi môn toán không? Toán phóng viên chị học. Kết quả, tại vì câu số 8 này sẽ có một chút liên quan tới toán học. Thì em cố lên. Câu hỏi 8, nếu điểm 4 tiêu chí speaking của một thí sinh là 6, 6, 6, 7 thì điểm speaking cuối cùng của thí sinh đó sẽ là bao nhiêu? A. 6, B. 6,25, C. 6,5 và D. Chưa đủ dữ kiện để xác định. Chị sẽ chọn A. 6 là đáp án cuối cùng. Chị có chắc chắn không? Tại vì không có 7 ở trong 4 tiêu chí đó. Chắc chắn, tại vì khi chấm điểm của bài thi speaking, sau khi có điểm của 4 tiêu chí và cộng lại chia trung bình thì điểm cuối cùng sẽ được làm tròn xuống. Ok, chị Hương đã chốt đáp án là A 6.0 và đáp án đây chính là đáp án chính xác. Thế còn điểm writing thì sao chị? Điểm writing cũng làm tròn xuống như vậy à? Điểm writing sẽ hơi khác một chút. Điểm writing sau khi chấm điểm 4 tiêu chí cho task 1 và sau khi chấm điểm 4 tiêu chí cho task 2 thì cộng tất cả hai cái lại, sau đó mình mới chia ra, mới ra điểm cuối cùng, thì lúc đó điểm sẽ làm tròn xuống. Em hiểu rồi, tức là bây giờ mình sẽ lấy điểm trung bình của task 1 mà chưa làm tròn lên xuống gì hết, mình cộng với lại điểm trung bình của task 2 nhân đôi rồi tất cả cho 3 thì mới ra điểm overall của writing đúng không? Trời ơi, phức tạp như thế. Câu hỏi này cũng rất là lừa đúng không ạ? Trời ơi, có biết ông nào nghĩ được câu này chứ. Ok, chúc mừng chị Hương. Chị Hương đã vượt qua được câu số 8, chỉ cần một câu hỏi nữa thôi chị Hương sẽ đạt được phần thưởng cuối cùng của chương trình rồi. Sao bảo chị Hương sẵn sàng cho câu hỏi số 9 chưa? Ok, chúng ta sẽ tới ngay với câu hỏi số 9 và cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi số 9, các kỹ năng có thể xin phúc khảo trong IELTS. A. Speaking and writing, B. Speaking, C. Writing và D. Cả 4 kỹ năng. Tiến sẽ hiểu mình trở thành thứ hai của mình. Ok, chị Hương đã chấp nhận sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Và khán giả của ngày hôm nay sẽ là em. Hôm nay em sẽ trợ giúp cho chị Hương lấy là phương án A. Phương án A, speaking và writing. Chị sẽ chọn đáp án đi, cả 4 kỹ năng là đáp án cuối cùng. Ủa, là chị hỏi em gì đó? Vâng. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhé. Sau khi nghe quyền trợ giúp từ phía khán giả trong trường quay thì chị Hương có chắc chắn với đáp án đi của mình không nhỉ? Chị chắc chắn. Sai. Chính là người trợ giúp, còn đáp án đi của chị Hương chính là đáp án chính xác. Chúc mừng chị Hương vượt qua 9 câu hỏi của cuộc chơi ngày hôm nay và ra về với giải thưởng là 9 ly trà sữa. Chúc mừng chị.
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình Ai Muốn Làm Triệu Phú IELTS tập 1. Hy vọng sau chương trình này mọi người đã giải đáp được nhiều thắc mắc cũng như chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS của chính mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Stay in touch và cảm ơn chị Hương đã tham gia cùng chúng tôi. Hey.